vụ thông báo quý anh chị mình mua lộc vườn Hà Nội thì được quấn như vậy nha, và sau thời gian đi xa thì có thể nó rớt lá nhưng mà anh chị yên tâm đi, nó không có chết. Ví dụ như đơn hàng này là 5 cây thì giá là 430 ngàn bao ship bông nó nè. Không, lộc vườn Hà Nội lá lá có răng cưa nha anh chị mình, đây như cái lá này anh chị mình thấy rõ không, đây còn đơn hàng anh chị đặc biệt là mua cái đơn hàng 10 cây thì được 700 ngàn, tức là anh chị mình 430 là anh chị mình bỏ ra 270 nữa là anh chị mình sở hữu được 5 cây nữa thì anh chị mình có lợi hơn ha. Thì 10 cây là 700 ngàn bao ship. Đây bông nó có cây này nó dài tới tới đây luôn. Anh chị mình thấy không? Bông dài cả mét ha, bông nè, cái cây này nó bông nè. Thì cái cây này em quảng cáo trên video em cũng giao cho khách luôn. Thì nhưng mà tới đó nó cũng rụng hết nha anh chị mình. Thì đây là lộc vườn Hà Nội giá là 700 ngàn 10 cây bao ship. Là phí bên em tả, anh chị nhận hàng tả 700 ngàn là đủ. Còn chị mình mua 5 cây thì 430. Thì mua con số anh chị mình nhận hàng ít á, cho nên mua ít á, cho nên là mình chịu thiệt chút xíu. Thì em khuyên anh chị mình mua nên mua 10 cây ha. Mua 10 cây giúp em thì phí cho nó đỡ. Còn dụng cụ quay chậu thì bên em đóng gói và đó, mỗi đơn hàng đều có cái danh thiếp và này kia gọi lên đó, thì này khoảng mười mấy đơn hàng á, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, khoảng 12 đơn hàng đặt ra quay chậu. Đặc biệt là có đơn hàng này thì kỳ rồi gửi nhầm của anh Lê Hành Sang thì 100.000 bao ship mây vàng 20 ha, 100.000 bao ship. Con số anh chị mình mua dụng cụ quay chậu hiểu lầm. Hiểu lầm ở chỗ là cái đồ này dễ làm. À, thật ra là đi ra ngoài thị trường em bán khuyến mãi này là em bán đang bán lỗ nha anh chị mình. Anh chị mình cứ dùng thử đẹp thì anh chị mình mua tiếp. Còn nếu mà cảm thấy dễ làm cứ ra ngoài tiệm làm thử giúp em ha. Làm thử bộ dao y như gì hoặc là lớn hơn. Thì quay sẽ có sự so sánh giữa cái đồ chuyên nghiệp và cái đồ không chuyên nghiệp, so sánh từ giá cả với cái sản phẩm mình làm ra nhanh hay lẹ và sắt dày hay không, thì anh chị mình cứ làm thử đi rồi biết ha. Tại vì em vẫn đang bán khuyến mãi lỗ, ví dụ như bộ quay chậu này 20 thì 180.000 bao ship em vũ mới có lời, em vũ bán có 100.000 bao ship với anh chị mình. Đây đây là của anh Lê Hành Sang, thì anh này cũng vừa đặt bộ quay chậu 20 đó. Thì những đơn hàng này có khách cũ có khách mới, thì anh chị mình muốn biết dụng cụ quay chậu thì bấm số điện thoại khoảng cách địa chỉ chậu, xem video dạy quay chậu giúp em ha, chia sẻ cách sơn hay là làm miệng hay là quay đôn. Còn mua lộc vườn thì có cái video trước là tên Facebook hay là YouTube á, lộc vườn Hà Nội. Thì hiện nay là em có con giống này cho nên chị mình cái cây thì em nói là nửa mét tới lên, thật ra là nó tới 1 mét đằng anh chị mình, 3 4 5 gang ha, nó khoảng 1 mét đằng á, nhưng mà em báo nửa mét tới lên là cũng hợp lý đó. Như cái vỏ này ha, nó còn dư ra thì gia đình mình mua thì giá tại nhà là 50 ngàn, còn 10 cây thì 700 ngàn bên em bao ship tại tính phí luôn đó. Anh chị mình xem số điện thoại của em là 0987 557 550, anh chị mình nhớ đăng ký kênh để xem những cái video tiếp theo. Em chuẩn bị bứng bông tan đánh mã số cho anh chị mình ha, đánh mã số dụng cụ quay chậu thì bấm số điện thoại khoảng cách để chữ chậu, bấm nút tìm kiếm. Anh chị có thể tham khảo cái video phần mô tả hoặc là bình luận giúp em sẽ gửi những cái video phần bình luận anh chị mình để ý giùm.
Rồi.